Xin chào cả các bạn, mình tên là Đậu Quỳnh Thư. Năm nay mình 9 tuổi, mình học lớp 4 lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Văn Xuân, thành phố Nam Định. Ba từ để nói về mình là hiếu thảo, mạnh mẽ và hiền lành. Xin các bạn hãy cổ vũ cho mình. Và sau đây, mình xin chia sẻ cảm nhận của mình sau một thời gian học khóa học siêu trí nhớ học đường. Khóa học có phần video bài giảng kỹ thuật ghi nhớ do thầy Nguyễn Phùng Phong dạy. Mình học được cách làm thế nào để bộ não khỏe mạnh, cách mang hóa số, chữ, ký hiệu thành hình ảnh. Việc này giúp mình ghi nhớ tốt hơn. Thầy còn chia sẻ rất kỹ về 6 bước chuẩn bị bài ở nhà, 3 bước học ở trường và 2 bước khi đi học về. Điều đó làm cho mình có cách học đúng hơn, nhàn hơn. Phần tiếp theo là tất cả các môn học ở trên trường được các thầy cô tâm trí lực chia sẻ bằng sơ đồ tư duy, các hình ảnh sinh động, rất dễ hiểu. Ngoài ra các thầy cô còn giảng các bài giảng video rất kỹ. Khi học ở trên trường có gì chưa rõ, mình chỉ cần về xem lại là mình đã thuộc bài nhanh hơn và mình nhớ lâu hơn. Mình cảm thấy khóa học này rất bổ ích cho bản thân mình, giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngoài ra, mình còn được thi đấu online vào mỗi thứ năm hàng tuần do thầy Nguyễn Phù Phong tổ chức. Mình mong khóa siêu trí nhớ học đường này sẽ được lan tỏa khắp nước Việt Nam và được nhiều các bạn học sinh học và các bạn đấy sẽ nhớ và học nhàn hơn và với lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian để vui chơi. Và mình xin chào tất cả các bạn nha.